Quý vị nói thật sự tin tưởng không hề dễ. Sau khi thật sự tin tưởng, sự kiên định mà quý vị thể hiện ra đó, sự tự tin đó, sự chuyên nhất đó, sự chuyên chú đó. Người đại tu hành chân chính nhìn qua là thấy được ngay. Người có địa vị giống quý vị, trình độ giống quý vị hoặc là thấp hơn quý vị thì không nhìn ra được. Người có trình độ cao hơn quý vị một chút lập tức liền có thể thấy được. Giống như tôi bây giờ, người tu hành cao hơn tôi nhìn qua nhất định sẽ biết được tôi còn tồn tại những vấn đề gì. Như những người ngang bằng tôi hoặc thấp hơn tôi, họ không nhìn ra được. Bản thân chúng ta cũng rất khó nhìn ra được. Cho nên trong phương diện này nhất định phải thường xuyên quán chiếu tâm của mình. Quán tâm không có gì khác, phải tĩnh lặng, nhất là người nữ, đặc biệt coi trọng sự trinh tĩnh. Trinh tức là chữ trinh trong trinh tiết. Trinh trong hàm nghĩa của thời cổ xưa, nó có nghĩa là chuyên nhất, chuyên chú, chuyên tâm. Cho nên quý vị coi người nữ thời xưa, ví dụ như họ từ đầu tới cuối, họ nói họ có trinh tiết, tức là dùng hàm nghĩa của chữ trinh này, chúng ta nếu như không có cách nào hoàn toàn tĩnh lặng lại, quý vị sẽ rất lao xao. Khi quý vị lao xao thì giống như sống ở trên biển, dâng lên rất cao. Quý vị sẽ khó nhìn thấy những thứ ở dưới đáy biển. Những khi mặt biển rất bình lặng, quý vị đứng bên bờ biển sẽ có thể nhìn thấy được dưới đáy biển. Thì ra là có vỏ ốc, có sao biển, có cát. Khi rất tĩnh lặng, quý vị sẽ nhìn thấy được. Cho nên tâm của chúng ta cũng vậy. Phải để nó tĩnh lặng lại. Quý vị thông qua việc ngồi thiền cũng được. Thông qua việc tự mình đoạn tuyệt một số ngoại duyên cũng được. Phải tu hành. Đừng có luôn giày vò. Mái tóc này của mình hôm nay phải đi nhuộm thành màu đỏ hay màu xanh. Mua quần áo thì mua loại này hay mua loại kia. Đây đều không phải điều người tu hành nghĩ tới. Người tu hành không nghĩ đến những điều này. Người tu hành nghĩ đến là làm sao liễu sanh tử, làm sao thoát luân hồi, làm sao thành Phật đạo, làm sao để độ chúng sanh. Chúng ta đã học Phật rồi thì phải chọn lựa một con đường của người tu hành. Không thể đi con đường thế gian này nữa. Quý vị quay đầu đi lại con đường như của người thế gian, quý vị sẽ đi lướt qua Phật Pháp thì quá đáng tiếc. Đời quý vị đời sau lại luân hồi, đến lúc lại được thân người, đó đều là vô lượng kiếp. Chúng ta cảm thấy bây giờ làm người hình như rất dễ dàng. Đến lúc quý vị đánh mất thân người này rồi sẽ biết được nó không dễ dàng gì, tuyệt đối là sự thật. Có được thân người này, đó là lúc chúng ta vô lượng kiếp tu trung phẩm ngũ giới thập thiện mà có. Chúng ta nhìn thấy chúng ta một đời này ngũ giới và thập thiện đã làm được bao nhiêu. Sát đạo dâm vọng rất là khó. Chỉ nhìn một đời là biết ngay được thân người là không hề đơn giản. Cho nên phải cố gắng lợi dụng thân người này để trì giới niệm Phật. Một điểm sau cùng chính là thiện hữu vi y. Bạn lành không phải là người đối với quý vị rất tốt. Thường nói những lời hay ho với quý vị, không phải vậy. Phải có chung một mục tiêu, cùng sanh tịnh độ. Có chung một chí hướng. Có đạo tâm chân chính. Có tâm chân chính, hộ niệm lẫn nhau. Cho dù họ trách mắng quý vị cũng là tốt cho quý vị. Có bạn lành như vậy ở bên cạnh, mọi người cùng nhau thúc tiến. Không phải là ăn ăn uống uống, vui vẻ chơi bời. Không phải mọi người đùa cợt, nô dẫn nhau. Những việc thế gian này đều không phải bạn lành. Chúng ta có thể xả ly thì đều xả ly. Tôi nghe một số bạn học nhỏ thường hay nói, cái gì mà khuê mật, bạn thân, cái mật này, mật kia, đây đều là thuốc độc, không cần đến những bạn khuê mật gì đó. Chúng ta có thời gian thì thường đọc sách. Sau khi tôi học Phật rồi mới thật sự có bạn bè. Trước khi tôi học Phật, quý vị coi tên của tôi, Trần Tịnh Du, tôi rất ưa yên tĩnh, tôi thật sự không có bạn. Một sở thích duy nhất của tôi là đọc sách. Lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học, đi ra từ Đại học Nhân dân Bắc Kinh đã gói ghép được 10 bao tải sách. Do toàn là sách, lúc vô học đại học thì không ngừng mua sách, sau đó chất đầy trên giường dưới đất đều có, còn có để ở nhà bạn bè, sách ở Bắc Kinh rất nhiều. Thường đi dạo chợ sách Tây Đơn, có những lúc còn đi đến Thiên Tân mua một số sách cổ xưa, vô cùng thích đọc sách. Cổ kim trung ngoại đều thích. Sách thích đọc nhất chính là sách thể loại triết học, vì lúc đó lên đại học, triết học tự chọn nhiều nhất chính là triết học và tôn giáo học cổ Hy Lạp. Bởi vì lúc đó tôi thấy hứng thú nhất chính là tại sao con người lại sanh, tại sao con người lại chết, sanh tử là chuyện thế nào. Lúc đó đối với Phật Pháp thì lại tiếp xúc không nhiều, tiếp xúc nhiều với triết học phương Tây, hơn nữa lại là tôn giáo học, tức là tiếp xúc nhiều với thông học. Sau khi tốt nghiệp cũng vậy, có bạn bè sau khi học Phật rồi, tức là sau khi làm nghĩa công. Trước khi tôi đi làm nghĩa công thì ở nhà một mình,
không có đạo hữu gì hết, tự mình đọc sách. Sau khi làm nghĩa công thì có rất nhiều nghĩa công, duyên trong đời này, đời xưa đều tụ hội lại. Tôi đã thường xuyên cùng các nghĩa công bên cạnh nhắc nhở lẫn nhau. Chúng ta chỉ có một mục tiêu là cầu sanh tịnh độ. Giữa chúng ta đừng có sản sanh bất kỳ tình chấp gì. Vì chúng ta phải biết là bây giờ rất nhiều vợ chồng cùng nhau học tập, thật ra đời trước có thể đều là đạo hữu. Vốn dĩ cùng nhau ví dụ là xuất gia tu hành đã có tình cảm giống như huynh đệ vậy, vừa chuyển thế đầu thai thì lại biến thành vợ chồng. Có rất nhiều trường hợp nhân quả như vậy, cho nên chúng ta phải giữ gìn tâm thanh tịnh đó, tức là tất cả đều lấy đạo pháp làm chủ, cho đến những việc khác không vướng nhiễm, sẽ không có tâm trạng luyến ái như vậy ở bên trong.